Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình rảnh rỗi, mình cả bố mình đi dẫn hai con chó Phú Quốc nhà mình đi săn chuột xem có được con chuột nào không các bạn nhá. Thì như hiện nay dân đang thu mùa màng thì chuột đang tàn phá rất nhiều. Thì mình cả bố mình sẽ đi săn xem được con chuột nào không. Các bạn cùng theo chân mình nhá. Thì đây các bạn thấy đây. Tổ chuột rất to. Năng bới nhá các bạn nhá. Đánh hơi. Tìm đi. Rồi không có các bạn ơi. Thì mình sẽ đi sang tổ khác nha các bạn nhá. Này các bạn ơi. Thì vừa nãy nó mình thấy nó đánh hơi ở đây, không biết có chuột không các bạn ạ. Không có. Chắc tổng đàn không có rồi các bạn ơi. Đây. Thì đi săn này thì rất thú vị và vui các bạn nhá. Vừa đi giải trí mà vừa đi để săn bắt chuột bảo vệ mùa màng cho dân ta. Thì khi mình mang hai con chó này nhà mình đi, nếu mà khi có chuột thì một con nó sẽ chặn đầu và một con nó sẽ đuổi nha các bạn nha. Nó đang đuổi, nó nằm ngoài, nó xuống bơi các bạn. Đấy các bạn ơi, như vừa nãy mình thấy hai con chó nhà mình nó sủa và nó đánh gấu ở đây. Có cả phân chuột này các bạn ơi. Đấy. Đang đánh hơi các bạn nhá. Này nó đang đào bới để nếu mà khi có chuột thì động nó sẽ chạy ra các bạn ạ. Thì khi đó con chó này thì nó sẽ đuổi cho con chuột phải chạy. Đây rồi, tổ nó đây rồi các bạn ơi. Đấy các bạn thấy nó mới kinh không?
khi đánh hơi đường chuột. Ôi, ba, chuột nó vừa nhoi lên đây này. Chỗ này 100% có chuột rồi các bạn ạ. Mình cảm thấy hai con chó này đang rất hăng, đánh hơi được mùi chuột. Đấy các bạn nhìn thấy đuôi chuột chưa các bạn ơi? Thì khi con chuột nó đào như này thì con chó đào như này thì con chuột ở trong hang thì hoảng sợ và nó bắt buộc phải chạy ra. Thôi các bạn ơi, được chuột rồi. Ở trong này như vẫn còn các bạn ạ. À, các bạn có thể nghe tiếng chuột kêu. Đây các bạn ơi, chuột ơi. Được một con rồi nha các bạn nha.
Mà các bạn thấy đuôi chuột chưa? Nhưng con này vẫn chưa chịu ra. Ui, ui các bạn ơi, được một con chuột rất to lắm. Các bạn ơi, bọn đi săn của mình hôm nay thì được 3 con chuột này. Thì mình sẽ mang 3 con chuột này về quay lên cho cả nhà ăn hoặc là nướng than hoa nhé các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.